Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thì thấy đây là điện thoại Mobileye Star Topcam 432M đang có mặt tại sự kiện cao cấp .vn. Đây là phần loa ngoài, loa trong cho nghe gọi Mobileye Star Topcam. Và đây là phần loa ngoài. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa trong, loa ngoài của Mobileye Star Topcam 432M và nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc đường cũng không, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn. Hiện nay di động cao cấp .vn đang địa chỉ cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Mobileye Star hàng đầu Việt Nam. Tất cả mọi lỗi trên điện thoại Mobileye Star đều có phương án sửa chữa nhanh chính xác tại di động cao cấp .vn. Riêng đối với loa trong, loa ngoài của Mobileye Star Topcam thì chúng tôi luôn có sẵn tất cả các linh kiện phụ quá trình sửa chữa thay mới. Do đó khách hàng chỉ cần mang máy qua là có thể xử lý được cái lỗi loa trong, loa ngoài trên Mobileye Star Topcam 432. Xin cảm ơn quý vị các bạn xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.vn để cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Mobileye Star đầu Việt Nam.